điện này, nai quạt, quạt này, quạt này. Cô vợ trong mơ và thực tế. Anh đi làm về đây rồi, con chào mẹ ạ. Ui, anh đi làm về rồi ạ. Anh có mệt không? Anh đi vào nhà nghỉ ngơi đi để em xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh ạ. Nhà mình có phúc lắm mới lấy được nó đấy nhá. Lo mà cưới sớm đi không có là người khác lấy mất là khổ người ta đấy. Anh nhầm khổ mình đấy. Anh vừa mới nhận lương tháng này, em cầm lấy mà mua thức ăn nhé. Thôi, em không cần cầm tiền lương của anh đâu. Anh đi làm vất vả, cầm lấy mà tiêu chứ. Còn đi giao du với các anh em xã hội, em ở nhà, mấy cái này em tự mua được, không cần cầm đâu ạ. À, anh mới mua cho em mấy bộ váy mới xinh lắm. Đây này, đấy, và mặc thử cho anh xem nhé. Thôi, em không cần quần áo mới đâu, cái này vẫn mặc được mà. Anh để dành tiền mà đi hát karaoke. Mấy bộ này rẻ lắm, có 100-200 một bộ thôi. Cũng chả đáng bao tiền đâu. Thôi em đi vào mặc thử anh xem nào. Em đẹp quá. Thôi em ngồi nghỉ ngơi để anh rửa bát cho nhá. Anh cứ để đấy, anh đi làm vất vả rồi, nghỉ ngơi đi ạ. Việc nấu ăn rửa bát là việc của em, được phục vụ anh là hạnh phúc của cuộc đời em. Ơ, sao em lại tắt quạt của anh? Bật điều hòa lên cho mát mà ngủ anh ạ, không lo tốn điện đâu. Em thấy anh nóng nực, em không cam lòng. Quạt điện này, nai quạt này, nằm đến 7 giờ sáng con ơi. Quạt này 7 giờ sáng mà không dậy đi làm để kiếm tiền đấy. Vẫn còn ngủ mơ à? Dậy xuống bếp nấu ăn sáng cho cả nhà ăn nhanh lên. Ít thì 1 nồi cơm, nhiều thì 5 nồi cơm. Nhanh chân lên. Ăn xong rồi chuẩn bị ra mà rửa bát đi. Để tôi chuẩn bị đi cắt tóc, làm mi, làm móng. Chuẩn bị mà đi làm kiếm tiền đi. Được tiền ngày nào mang về đưa tôi ngày đấy biết chưa. Để vừa đi spa, cắt tóc, làm mi, làm móng, làm môi, đi trà sữa với các bạn. 2 tuần nữa sinh nhật tôi rồi đấy, chuẩn bị mua cho tôi mấy chục cái váy mới. Váy rách rồi đây nè. Bây giờ tôi đi cắt tóc. Con chào mẹ.